Tệ đâu có gì đâu em. Chẳng ôm cái con có bất ổn không? Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Kim Lu. Kim Luân, Luân dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 27 tuổi chị. 27? Dạ. 27 mà nhìn nhí nhảnh tim quá, hồn nhiên quá. Nhìn em cái khoảng tầm 22-23 tuổi thôi. Luân Luân đang làm công việc gì? Hiện tại em làm sale. Năng động trẻ trung như vậy mà chưa có bạn trai hả? Ai cũng nghĩ em có người yêu hết á, cho nên em bị ế. Từ trước giờ mình có được mà mấy mối tình rồi? Cũng 1-2 lần rồi chị. Mà tại sao phải chia tay? Tại chắc do tính em nó cá tính quá, với lại tính bạn sao mà gọi là cá tính? Em thích cái gì đó thì em sẽ làm và em không phụ thuộc vào cái ý kiến của bạn trai em. Có nghĩa là mình thích gì làm đấy, bất cần người ta nghĩ sao? Không, cái cách nghĩ đó của em nó cũng phải đúng, nó không phải sai với cái chuẩn mực nào đó của xã hội. Ví dụ như em để tóc ngắn mà bạn em yêu cầu em để tóc dài là đương nhiên em sẽ không để tóc dài. Em thích tóc ngắn tại vì đó là cá tính của em. Bạn có cá tính gì đặc biệt không? Cũng có nhiều điều đặc biệt lắm. Em làm với một cái ngành vừa kỹ thuật mà vừa tính chất thẩm mỹ á. Thành ra là ngành kiến trúc anh. Kiến trúc là mình thiết kế, mình phải có cái đầu óc tư duy của một người nghệ sĩ cộng với lại có cái trình độ của người kỹ thuật, có đầu óc của người kinh tế, nó tổng hợp nhiều yếu tố lắm. Trong công ty của bạn là bạn làm cái công việc chính là công việc gì hả bạn? Dạ em hiện tại thì đang có một công ty nho nhỏ thì em đang đảm nhiệm ở đầu ngành vậy ạ. Đầu ngành đốc. Nhìn rất là phong trần ha. Đâu ai chỉ bạn giám đốc. Giám đốc thì còn chơi chữ đầu ngành nữa, mệt ghê luôn. Bạn nữ chị hỏi là nếu một hồi kéo màn lên nè, em nhìn bạn trai bên kia nè, gặp cú sát ái tình yêu liền nè, hai bên yêu nhau giờ người ta kêu bạn để tóc dài, có để không? Cái đó em suy nghĩ lại chị. Thế sao hồi nãy em nói là em không? Cái người đó phải thuyết phục được em. Bạn đó làm cái gì cho em đây, em cảm thấy là người đó chững chạc hơn, lớn hơn em, là em có thể nghe lời theo, giống như một gia trưởng một xíu. Ồ, vậy là em thích người đàn ông gia trưởng một tí. Một ít thôi chị, nhiều quá em. Còn gì nữa, những cái gì ở đàn ông mà em thích? Mạnh mẽ. Đây mạnh lắm, mẽ lắm. Cái gì em không thích? Đàn ông mà có tính đàn bà á chị. Em đã chuẩn bị tinh thần để kết hôn chưa? 27 tuổi đúng không? Dạ. Già rồi đó. Nhưng mà em thấy em không già. Nhưng mà cái tuổi nó cũng già rồi. Dạ cái tuổi thì nó già em chấp nhận. Bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Dạ cũng có. Bây giờ bên bển là đồng ý rồi đó. Tiến tới kết hôn chưa? Hôn nhân liền chưa hay là còn chờ nữa? Em phải chờ em tìm hiểu như thế nào chứ chị. Trời em khó. Chứ bây giờ em mở màn ra bắt em chịu liền sao em chịu được? Là em chưa gặp cú sét nên em nói vậy. Thì đó bây giờ em đâu biết cái sét nó nằm ở đâu. Ví dụ nếu bây giờ gặp cú sét thì có chịu cưới liền luôn chưa? Anh vui à? Anh thấy cô gái bên kia lanh đâu? Lanh nhưng mà cũng hơi bị kén đấy. Hơi bị kén hả? Dạ em kén đây lên em... đây anh. Không vậy em cũng giống anh á, anh cũng kén. Chết rồi. Bây giờ bạn thích cái điều gì ở người bạn gái của bạn? Ngày xưa thì nó nhiều lắm, giờ chung cùng của em thì nó chỉ rút lại câu thôi, biết sống là được chị. Trời ơi, em có biết sống không em? Có lẽ bạn là hơi sành sỏi về chuyện tình yêu đúng không? Dạ thì cũng trải qua một số mối tình rồi cũng yêu yêu cũng nhiều nhăn cụi lắm rồi thì bây giờ. Ủa nhăn cụi là yêu sao? Dạ, tức là yêu cũng lên bờ xuống ruộng anh. Trời đất ơi. Bạn cần điều gì ở cái người mà bạn đang đi tìm? Thứ nhất về ngoại hình thì cũng tương đối thôi, nhìn đáng yêu tí. Rồi tính tình thì chững chạc. Khi quyết định phải quyết định cái rập gia đình cái mà do dự nhiều quá em cho cơ hội nhưng mà nó cũng có tới giới hạn rộng rộng kia thôi bên chứ kia không, người ta rất qua là đó. Mình nói rất là quyết đoán là được là tới liền cơ hội mà nãy giờ chị hỏi em bao nhiêu lần mà em cứ né cái từ kết hôn hoài, hình như là em không thích kết hôn đúng không? Đời người mà ai cũng phải trải qua kết hôn rồi mới trưởng thành đúng không chị? Nhưng mà đây là chuyện cả đời nữa, không phải trong một phút chốc mà mình vội vã em đồng ý em lấy anh á thì nó cũng gì đó nó hơi phiêu phiêu. Tôi cũng thấy cặp này không hợp rồi. Ai chào chị. Nói chung chị khuyên em vậy, tất cả mọi thứ phải từ từ lại. Bạn gái bên này thích từ từ để trải nghiệm, phải tìm hiểu. Nhớ chị giúp đỡ nha. Không, tôi là tôi không có chọn rồi đó. Khó ghê không? Chị không chọn xem dám chọn. Trước khi qua anh kia hỏi ha, bạn thích một cô gái có hình thức sexy chút xíu hay là cô gái có hình thức kín đáo chút xíu? Nếu mà sexy cho em xem thì em thích, mà sexy cho người khác xem em ngu thích. Của mình thì mình xài chứ. Của mình xài không thích người khác xài á. Như vậy thì bạn gọi là gì? Cái gì của anh ta? Ích kỷ à? Ích kỷ đúng rồi. Dạ không, cái này có tự kỷ đàng hoàng, mình phải kỷ của mình chứ. Mình đưa cho người ta xem chiêm ngưỡng. Đúng rồi anh Linh ơi, cái này sao gọi là ích kỷ được? Ích kỷ không lẽ? Ví dụ ta mặc khi bảo xíu ta đi cho nó nhìn đẹp hơn. Em phải ủng hộ cô ấy làm đẹp. Nhưng mà em không ủng hộ cô ấy khoe cho người khác nhìn. Đúng vậy không em? Nếu vậy có lý không em ơi? Em ơi trả lời ảnh đi em ơi. Dạ ơi. Bây giờ anh nghĩ rằng là đã tới thời điểm rồi đó. Cả tính. Không lạ nhiều khi gặp nhau được. Còn bên này vuông bên này cũng vuông hơi bệnh. Không có bệnh đâu. Tốt lắm á. Nhìn thấy gồ ghề thôi chứ tâm rất là tốt. Mặt rất là hậu. Rất là thẳng thắn. Rồi bây giờ ta sẽ gặp nhau nha. Bàn kéo lên. Bạn miền Trung ơi, mình đùa với bạn tí thôi chứ chúng ta đồng nghiệp ở đồng hương nha. Bạn bên kia dễ thương lắm. Bạn nhìn không chừng ngất ngay đấy.
ha, nhìn là tóc dựng lên luôn á, mặc dù tóc không tóc đâu mà dựng. Tóc đâu mà dựng. 2 phút bắt đầu. Anh cảm thấy ấn tượng với em như thế nào? Cũng ổn, nói chung là về cái bề ngoài là ok rồi đó. Còn nãy giờ nói chuyện là thấy cũng khá cá tính. Ngoại hết thì ổn mà nội hết chưa biết luôn anh. Cái này phải khám phá thôi, anh thích khám phá thì ổn. Vỗ tay em. Không, ý em nói đó, nội thất là nội tâm á, tâm hồn, chứ em không có nói nội thất gì. Chứ nãy giờ anh đâu có nói cái suy nghĩ đâu. Của anh, nhưng mà em biết em biết cái suy nghĩ phá cái nội tâm không, của em cơ. Em biết cái suy nghĩ của anh, nhưng mà em thích cái suy nghĩ đó của anh đó. Dễ tay còn ru rồi. Nửa lạng người 8 cân rồi đây. Em nghĩ về anh thế nào? Em nghĩ thì nhiều lắm. Vậy sao? Tại em nhìn anh em bất ngờ quá cho nên em hết hỏi được luôn. Bây giờ là nó có miếng điện nào sát tới chưa em? Em không biết nữa. Em có nghe nó tê tê chưa? Dạ em thấy em lưng lửng. Dạ em thấy em lưng lửng rồi đó, em không có lửng đâu. Ai đang lên mic. Có tê gì cho em? Hả? Nó đại chị có nói rồi. Không mà có tê chắc vô điện thôi chứ em chưa có thấy gì. Chắc là anh đụng nó mới tê rồi. Cái đó hên xui anh. Cái đó hên xui tùy người. Nguồn điện âm dương đụng nhau là nó sạc ra lửa đó. Dạ anh học lý cũng kỹ lắm á. Ông ơi ông nói chuyện nhìn đây nè, ông sạc ra lửa nhìn qua tôi chiếu rồi. Em hỏi gì nữa không? Để anh hỏi. Không, em hỏi gì nữa đâu. Em nhìn vô anh hỏi nó mới tập trung được. Em thích người đàn ông xây dựng gia đình trên đất Sài Gòn này nè hay ở nơi đâu? Phụ nữ mà anh, chồng đâu thì vợ đó. Nhưng mà xa quá em không có đi. Dạ. Em về tới nơi đâu? Em về tới nơi đâu? Tại em nhắm tình hình địa lý, nếu mà xa xôi quá thì em giờ là gần xíu. Dạ hai đứa mình chờ cho nó gần lại xíu. Gì hai nhà. Cái đó tùy anh là kỹ sư xây dựng, anh tính toán anh đo lường sao cho nó gần đó, em đâu có tính được. À không, anh tính cái đó thì tốt rồi, nhưng mà có sự đồng lòng của người khác nó mới dễ tính. Có bạn cảm nhận thế nào bạn đối diện của bạn? Dạ cũng ổn. Ổn thì bấm chuông em ha. Thôi vậy thôi. Hết giờ. Chưa. Chưa. Thôi, hết rồi. Thôi anh, vừa gần. Còn tới phút nữa nào? Chưa. Hết rồi. Chưa, quay đi, còn phút nữa. Hai người nói tiếp đi. Anh là người dẫn. Phải, em hơi căng thẳng lạnh đúng không? Hình như em thấy anh thích nghe em với anh này nói chuyện. Đúng rồi, anh rất thích. Vui. Ừ. Ở đời ai không thích vui em. Anh cũng thích vui nên anh mới trò chuyện cho nó vui á. Em thích vui không? Dạ vui, ai không thích anh, nhưng mà có chừng có mực thôi chứ. Rồi, hoài cười hoài nó nói mình có vấn đề. Không, mình cười hợp lý là đâu có vấn đề. Miễn sao trời nắng mình đừng có đi nhông nhông mình cười nó mới nguy hiểm thôi. À, có cô ấy còn ngại ngùng anh ơi, tôi cho bạn sao đó. Đó. Trước khi bấm nút ha. Có điều gì không thích về người bạn gái? Không thích gì người bạn gái hả? Ừ. Hồi nãy nghe cô ấy cũng còn do dự nhiều quá. Hồi xưa em đã từng chia tay một cô gái vì quá do dự. Mình đã cho cơ hội nhiều. Tất nhiên cứ mình là ông thì mình rộng lượng hơn xíu, nhưng bên em rộng lên lớn lên tí rồi. Được rồi, bây giờ ta để tay vào nút bấm. Đây. 3 tiếng đếm dành cho các bạn. 1 2 3. Trời ơi, tự ba luôn vậy. Mời em. Ủa em thấy bên này ổn không mà bấm nút vậy? Hồi nãy ngồi em không có thấy gì, giờ đứng em mới thấy. Thấy sao? Thấy lùn. Em thấy hơi bất ổn. Không, nhưng mà em đừng có nhìn cái đứng này mà bất ổn. Có điều nó ổn hơn, em cứ yên tâm. Em chờ cái điều ổn hơn đúng không? Bây giờ hai người sung quá. Em. Thôi, ghéo méo gì ôm nhau cái cho tình cảm. Ôm nhau luôn chị. Thôi. Hai chị ơi, giờ ôm trời lắm, giỏi lắm chị. Mẹ đâu có gì đâu em. Ôm cái con có bất ổn không? Trời ơi, cho chị vừa lòng. Thôi hai người nắm tay nhau đi ha. Coi. Không, nắm tay. Nắm cái kia em, nó dễ anh mới dìu em đi được. Rồi cảm nhận gì cái nắm tay đó không? Rụt, rụt, dạ đúng. Đây chưa? Anh kia đang truyền điện anh chưa rụt. Điện anh chắc điện cao thế. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và chúc hai bạn sẽ truyền được điện cho nhau. Mời hai bạn xuống dưới kia truyền điện. Dạ thì ưu điểm của em là dễ hòa đồng với mọi người, làm quen nhanh với mọi người. Bạn bè của em ở đây hôm nay tới chương trình tham dự cũng đông. Có khuyết điểm gì mạnh mạnh giới thiệu cho bên kia nghe đi. Khuyết điểm thì mình hơi nói nhiều, với lại cũng hơi khó tính. Do mình làm với người Nhật nó quen nên là thời gian với giờ giấc đối với mình là quan trọng. Rồi còn bạn nữ? Bạn nữ em là người sống chân thành, tình cảm, nghiêm túc và có trách nhiệm. Em là người thực tế cho nên là đôi khúc mà không được lãng mạn lắm đó chị. Dạng như là cũng ít nói cho nên là em thích bạn nam hơn, nói nhiều một xíu. Dạ. Ngại trước đám đông, hiện giờ em đang rất là run. Rồi đúng rồi đó, thích nói nhiều kìa, nói đi. Bây giờ nè, bạn gái thích nói nhiều, đây là cơ hội để bạn giới thiệu. À, bây giờ giới thiệu bằng tiếng Nhật luôn.
Kiwa minasama kiwa isogashi de kedo koko de watashi no deto no jikan sankashiru kokoro kara kansha shimasu. Thì hôm nay cũng cảm ơn các bạn ở đây đã tới dành rất là nhiều thời gian của quý báu của mình để tới tham dự chương trình. Thì từ tấm lòng mình rất cảm ơn các bạn. Hát bài Nhật gì không? Em hát người ta bỏ chạy hết mấy bạn ở dưới. Nên là thôi cái đó xin anh Viền Linh cho em bỏ qua cái đó. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Từ đó tới giờ thì em ế bình vững hơn mấy năm rồi chị. Ế bình vững hơn mấy năm luôn hả? Dạ. Trời, xây tường chi mà chắc dữ vậy em. Lúc sinh viên thì em có cảm nắng anh kia, nhưng mà do em nhát quá cái ảnh có người yêu luôn, cái em tịch luôn. Tịch luôn. Xong rồi em nghĩ là em học xong em ra trường kinh tế ổn định thì em sẽ quen. Nhưng mà khi ra trường xong rồi em làm thì công việc của em nó chiếm nhiều thời gian quá. Công việc của em nó không có nhiều bạn nam cho nên là cũng khó quen ai á chị. Bây giờ mà có cơ hội là phải chụp cơ hội liền, đừng có để nó tịch nữa nha. Nha. Bây giờ muốn lập gia đình chưa? Dạ muốn. Bao nhiêu năm nữa thì đám cưới được? Trong một năm trở lại là được rồi. Một năm trở lại là được ha. Rồi hỏi bạn trai bên kia. Thấy chưa, có mối tình nào cười tủm tỉm hoài nè. Bên kia mấy mối tình rồi? Em có một vài mối tình bắt tay rồi ha. Dạ em thì cũng có hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình dài nhất thì khoảng 6 năm anh ạ. 6 năm luôn? Trời đất ơi. Dạ. Bên 6 năm sao không cưới vậy em? Ngày đó thì hai gia đình nói chung là không mong đăng hội đối, nên là mình có một cái rào cản đó, nên là không đến được với nhau. Thì giờ bạn đã cũng lập gia đình rồi, nên là giờ em quyết định cũng tìm một nửa cuộc đời còn lại của em. Nên là em quyết định tới tham dự chương trình ạ. Em muốn tìm một nửa cuộc đời của em như thế nào? Do nhà em thì cũng có một mình, nên là đối với em mẹ cũng quan trọng. Thì người ta nói giàu gì bạn sang vì vợ, nên là hy vọng là bạn gái của em thì chỉ cần biết chăm lo cho gia đình. Bạn gái nghe tiêu chuẩn của bạn trai thì thấy như thế nào? Dạ thì em đạt khoảng 50%, còn lại là mình ra ngoài mình tìm hiểu, thì nếu hợp thì cái đó cũng có duyên á chị. Mình đặt ra tiêu chí tìm bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn, biết sống, không bảo thủ lắm. Đi đến hôn nhân thì có thể san sẻ buồn vui trong cuộc sống cũng như là công việc nhà của gia đình. Thì mấy cái chuyện đó chắc là không sao, yêu thương nhau mình chia sẻ với nhau bình thường. Dạ. Bạn có yêu cầu gì nữa không? Em thích bạn nam là cao khoảng 1m56 trở lên. Da đen một tí cũng được. Đầu hói một tí cũng được. Gì kỳ vậy? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên khoái đầu hói vậy? Anh khoái bên đàn gái rồi. Ủa sao vậy em? Cái vụ khoái hói là anh khoái rồi đó. Em nghĩ là ngoại hình nó không nói lên được tính cách. Đúng rồi. Dạ, với lại đầu hói để em đi máy bay miễn phí được chị. Trời đất ơi, cô này lạ nha. Rồi để tôi qua tôi coi anh này cái đã. Dạ chào chị. Trời ơi, không có hói. Mà người ta thích hói, hói chút cũng có sao. Không ấy dễ cạo. Ghét cô nào vô mở ra cái em không thích người hói, không thích người bụng bự, mắt mới gì em thích. Cô này là cô muốn nhanh đó, năm thôi đó. Thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? 6 tháng tới 1 năm, do mẹ cũng hói lắm rồi. Mà mẹ có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào thì không? Thì mẹ hồi xưa giờ em quyết định cái gì thì mẹ tôn trọng cái quyết định của em. Như em chọn là mẹ chọn. Có làm dâu không hay là mình? Thì nếu mà được làm dâu thì càng tốt. Nhưng mà em nghĩ tương lai em cũng muốn lập nghiệp ở trong này. Nên là toàn bộ em sẽ chuyển gia đình vào trong này. Mà theo dự định của em thì ở Bình Dương. Em có một cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Thực tế là làm việc với người Nhật là hết việc chứ không hết thời gian. Với lại em cũng kinh doanh thêm bên ngoài. Mà những cái thời gian đó, ví dụ như người phụ nữ mà cái hay cằn nhằn, mình không về được. Thì mình cũng muốn, em mong muốn người phụ nữ là có cái bao dung xíu. Vấn đề là mình phải tạo cái niềm tin cho cô ấy thôi. Thì tạo niềm tin, nhưng mà ví dụ như thiếp đi công tác ở Hà Nội hay ở đâu, thực tế em cũng phải đi theo. Thời gian mình không chủ động được đúng không? Trong tương lai thì một vài năm nữa thì mình có thể ra làm riêng. Thì cái lúc đó thì chủ động 100% cho gia đình được. Thôi đừng nói câu đó, rủi ông chủ ông nghe ông buồn. Bây giờ đi ráng đu theo ổng đi 2-3 năm rồi kiếm mới vốn, đi đem tiền về vợ giữ là được. Nha. Dạ. Thế em đi vậy rồi vợ ở nhà rồi em có ghen không? Mình đã tin thì mình không ghen, còn mình đã ghen thì mình không tin. Mà đối với em tin thì mới cưới, còn không tin không cưới. Lập luận vững chắc. Được rồi. Em nghe hết rồi ha. Dạ. Đến qua anh giao lưu với đàn gái chút xíu, coi tình hình sao nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em nghe giọng Phú Yên dễ thương không? Dạ dễ thương ạ. Nhưng mà có cái này anh nói đó, anh đi suốt. Em thấy sao, ví dụ anh đi hoài, dù khi đi công tác cả tháng luôn á, được không? Dạ thì nếu mình tin tưởng thì bạn nam dù đi xa tới mấy thì vẫn là như vậy. Còn nếu mà gan rồi thì bạn
Ở nhà thì vẫn ghen thôi ạ. Đúng rồi. Nếu mà được á là 6 tháng làm luôn nha. Dạ. Thí luôn ha. Dạ. Nhưng bây giờ là anh muốn là lập nghiệp ở Bình Dương đó. Dạ cũng được ạ. Được luôn. Dạ. Rồi. Anh thấy anh đây cũng hiền mà cười rất có duyên nữa ha. Lanh lợi, nói tiếng Việt như gió nữa đó. Vậy em nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt chắc vui lắm. Mình có đi với người thân không em? Mình hỏi thêm ý kiến của người thân nữa rồi quyết định. Dạ em đi với em hỏi mà. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Em là em họ của chị Loan. Thì chị của em là một người rất là hiền. Chị nấu ăn rất là ngon. Điểm yếu là chị rất là ngại đám đông. Và nhất là đàn ông chị ngại. Còn anh bên đây thì em thấy anh rất là chững chạc, rất là hợp với chị của em. Em là em bấm á, nên còn quyết định là của chị em. Nên em nghĩ là hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Gái là cảm ơn rồi đó. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Dạ mời chị. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào quý vị khán giả. Em trai của chị là em yên tâm đi. Tại vì dì của chị có mình nó tự lập từ hồi nhỏ vậy luôn. Rồi còn em gái ở bên này thì chị thấy cũng hiền, ít nói. Chị thì chị cũng mong hai em bấm nút để mà tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà có một điều là dì chị có mình em chị thì chắc chắn là phải ở với em rồi. Dạ. Yeah. Còn làm dâu hay không thì đó là em hiểu rồi. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn. Các bạn cảm nhận nói chuyện với nhau đi nào. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Thì cũng nghe qua giới thiệu của em thì anh thấy em cũng là người hiền, cũng biết chăm lo cho gia đình. Đối với em thì gia đình là quan trọng nhất. Làm gì thì em cũng ưu tiên, em nghĩ về gia đình trước tiên. Đối với cha mẹ thì em luôn hiếu thảo. Thì đối với anh thì tiêu chuẩn của anh thì em là đạt 90% rồi. Là con một trong gia đình phải không ạ? Ừ. Dạ. Em cũng muốn chia sẻ thẳng với anh luôn. Tại vì em là cũng là con một của gia đình. Thì cũng không sao, đối với mình nếu mà được anh em đông thì càng tốt. Mà cũng một thì cũng bình thường, hồi xưa giờ mình cũng tự lập. Nên là cái việc đó thì nó cũng không quan trọng lắm. Ví dụ bên đó muốn em ở gần gần đây, ở rể luôn được không? Khi mà đến với nhau thì hai bên là tôn trọng cái quyết định của nhau. Thì ví dụ như ở phía bên cô gái thấy ở cái ở đó nó hợp thì mình cũng có thể, ngày đó nó hợp với môi trường của mình thì mình cũng sẽ qua đó được. Em thì ở đâu cũng được, dạ. Chứ không quan trọng là phải ở Sài Gòn. Anh ở Bình Dương đoạn nào ạ? Anh ở Bình Dương ở thành phố mới. Nên nó hơi xa. Dạ. Thì theo anh nghĩ nếu mà có thời gian thì có thể một tháng mình gặp nhau 1 đến 2 lần. Dạ. Còn nếu không thì mình liên hệ qua Skype hay Facebook này nọ vẫn được. Dạ. Công nghệ hiện đại thì đối với gặp nhau hay không quan trọng là mình có lòng tin ở nhau không thôi. Dạ. Còn gặp cũng được, không gặp cũng được. Nếu mà đã xác định tới với nhau thì em nghĩ gặp nhau rất là quan trọng ạ. Tại vì mình có nói chuyện nhiều thì mình mới hiểu. Lúc mà nhắn tin nó rất là khác so với ngoài đời thật đó anh. Ví dụ như em có thể xuống dưới Bình Dương được không? Thời gian thì anh cũng nói thực tế đó. Bây giờ cái công việc đang nó rất là vất vả, công ty anh, công ty mới. Nên là ví dụ như hẹn hò thì đôi lúc có thể hứa với em là hôm nay đi chơi. Nhưng mà chiều đó sếp có kế hoạch sếp đi Hà Nội hay đi đâu đó thì cũng không ai đi dịch hết, mình cũng phải đi. Thì dạ. Cái đó em có thông cảm được không? Cái đó thì thông cảm được ạ. Dạ. Thực tế thì giờ mình cũng muốn lập gia đình để ổn định. Dạ. Thì mình cũng mong qua cuộc gặp hôm nay thì mình sẽ có cơ hội nhiều hơn. Dạ. Có thời gian. Hãy cho nhau cơ hội nếu như trái tim rung động. Còn nếu như thật sự chưa rung động, chúng ta cũng có quyền quyết định không bấm nút. Suy nghĩ cho thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. À.
Lý do tại sao em gái không bấm nút? Em thấy anh rất là tốt, nhưng mà do là em cũng là con một, cho nên là đối với em gia đình là số 1. Dạ, cho nên là anh thông cảm. Nếu gặp một cô gái tốt thì anh thấy nó mất cơ hội. Rồi, cảm ơn. Mỗi người đều có quan niệm riêng của họ, rất trân trọng ý kiến đó. Thôi chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Dạ. Cô gái rất là dễ thương, rất là hiền. Hai người rất là dễ thương, nhưng nó có một điều là cũng hơi xa cách. Xa không nói, đúng mà rồi. Tại vì anh cũng không có cái thời gian. Họ có những cái sự suy diễn nó quá được. Và bà em nghĩ vậy. Và có sự chịu. Khi mình bảo chân nghĩ ra, bà em nghĩ ra, bà em muốn tin được. Thì sẽ thấy có lỗi cho chị chơi coi nhé. Em đã dành, thế nhưng mà xảy ra từ năm nay người ta, em đã dành 3 năm dài. Em nói đỡ, nhưng mà không thể nói đỡ được. Thế không? Rồi mình làm mà cái tên gì gọi lại. Rồi, mời nhà gái. Vâng, nhà gái sao? Mình kết hôn khi nào nè? Dạ, cái đăng tạm đã em đưa cho là em tự quyết định tự cho con. Nhưng mà con có thích con với lại ba của bé. Còn khi vẫn lên qua có thể bị hiểu thì em cũng có nhiều vấn đề nó phát sinh. Tới lại vấn đề lớn mà từ tiếng gia đình thì bên em thì cũng thích. Mà gia đình em là trai thì cũng thích là lý do tại vì em lớn tuổi hơn bạn trai. Mỏng hơn 4 tuổi. Thì em có lại hiểu thì cũng có biết nhau về để thân theo gia đình. Do một cộng là do hai gia đình không có muốn thì em rất là thân mẹ. Thì em cũng đã có bé rồi. Khổ quá ha. Cái cuộc sống mình mà người lớn người ta đồng ý từ cái là mình thì con chắc là cũng là cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nữa, chứ không phải chỉ đơn giản như vậy. Là em đi đây lâu chưa? Cũng đúng không phải lâu rồi. Thành ra ví dụ như này, ví dụ như ngày nay chúng ta hiểu là chúng ta chọn nhau, yeah. Chúng ta đi đến cái đường là để đến đây. Nếu như nãy em nói là đây để nên không biết. Thì có lẽ là đó, cái chợ này hết rồi. Vấn đề là cô nghĩ là bên cái này á. Người ta còn biết chứ phải là bên người đàn rất tiền. Thế, thật ra công việc sẽ bên bảy ra nói đó. Khi mà mình cuộc sống mình người phải chịu lớn tình tình thì mình thấy là biết. Thì là nó sẽ trở lại rất là phiền không anh sắp đôi. Ha? Cái chuyện đó mỗi lần người ta là dẫn ra vấn đề đây mà. Theo đó là nếu mà yêu thương nhau thì thật ra đó. Khi mà yêu đương cho con yêu thì em rất là đẹp trẻ con. Em rất muốn được yêu thương, được chiều chuộng, được nhường nhịn nghe. Nên là nếu mà bảo ai được được thì càng tốt. Và có kinh tế, ổn định xí, gãy sau này đỡ sở hữu phải lo về mặt kinh tế. Thì kinh tế thì nó cũng ảnh hưởng đến tình cảm. Ví dụ như mình tập trung vào kinh tế quá, mình có thời gian để bù đắp tình cảm cho nhau. Thì cảm ơn suốt để làm những gì mà có điểm nào có ông hai này không chứ không? Dạ, có khi mà em có chuyện khi mà nước lá thì chứ nào nước lá thì em không có chịu được. Rồi thứ hai nữa là tính gia trưởng thì kiểu như là nghe lời mẹ quá hay là đọc cái gì cái gì một bên mẹ cũng bị nghe nhiều. Rồi nói chung là bảo thủ. Thật ra thì em cầm người tử tế thì tử tế bao gồm tất cả mọi thứ đó. Tử tế như thế nào? Cũng có những người rất tử tế, có những điều gì mình tên là Huỳnh Vũ Huy, năm nay mình 30 tuổi, hiện tại là dancer tự do. Chào mọi người, mình tên là Trịnh Nguyễn Hân, năm nay mình 27 tuổi, hiện tại là dancer tự do. Hai anh chị đó cũng là dancer trong một câu lạc bộ một group luôn mà. Không. Đều là dancer nhưng mà là hai
loại khác nhau. Hai chị cưới nhau được bao lâu và em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại là tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, bé hiện tại là 2 tuổi. Làm cách nào để, bí quyết nào để anh chị có thể giữ lửa tình yêu trong suốt một thời gian cũng gọi là không ngắn nhưng mà cũng không dài, nhưng mà bên cạnh đó là công việc của mình thì tiếp xúc với khá nhiều gọi là nghệ sĩ nè, những người mà rất là xinh trai, xinh đẹp nữa, thì làm cách nào để mà anh chị có thể giữ lửa tình yêu đó không? Học cách nhẫn nhịn nhau, thấu hiểu nhau là hai cái quan trọng nhất. Tin tưởng nhau. Thấu hiểu nhau, tin tưởng nhau và nhẫn nhịn. Hiện nay thì có nhiều bạn trẻ không muốn kết hôn sớm vì lý do là thiếu sự tin tưởng trong tình yêu và họ muốn là cái quá trình họ yêu nhau trải nghiệm sẽ nhiều hơn, thì với anh chị thì quan điểm này như thế nào? Vì tụi mình ở bên cạnh nhau là rất ngắn, ở thời gian bên nhau rất là ngắn luôn, rồi đùng một cái là có em bé và ở bên nhau tới giờ. Thật ra thì cái vấn đề mà lập gia đình hay không, cái đó là suy nghĩ của mỗi người, cái cảm xúc của mỗi người thôi, cái đó mình không thể nào mà đánh đồng nhau được. Thì cái đó là mỗi người trải qua cái quá khứ nó khác nhau thì sẽ có một cái suy nghĩ ở tương lai khác nhau. Mình thì cứ cảm thấy cứ thử trải nghiệm cái cuộc sống hôn nhân đi, ai biết đâu được, thì mình là người chúng độc đắc sao là vậy, chúng độc đắc được ông chồng đấy, đứa con mà ok quá trời rồi. Theo em á, hoặc là theo một số người khán giả thì người ta nhận định cái việc là mình làm trong cái giới nghệ thuật á, thì việc gìn giữ một cái mối quan hệ tình yêu đương nó đã khó rồi, và cái việc mà xây dựng một mối quan hệ gia đình vợ chồng nó còn khó hơn nữa, thì với anh chị thì trong cái quá trình mà mình yêu nhau tới khi kết hôn có gặp nhiều rào cản hay những cái khó khăn gì mà anh chị nghĩ là tùy cái nghề nghiệp của mình nó dẫn đến cái chuyện đó không? Không, vì trong hôn nhân phải có sự tin tưởng, thì cái quan trọng nhất của anh chị đó là cái tin tưởng á, vì cái chế độ công việc nó rất là nhạy cảm, là hai vợ chồng rất là nhạy cảm trong công việc luôn, nên thành ra là càng phải tin tưởng nhau tuyệt đối luôn. Thành ra là tài khoản hay bất kỳ cái gì là đối phương đều giữ hết hay là đều biết hết, vậy là điện thoại tha hồ mà cầm thôi, cũng không có giấu nhau được đâu, là tại vì nói là dancer vòng vòng vậy chứ dancer ai cũng biết là hai vợ chồng là đã kết hôn rồi, đừng có nói tới kiểu như vậy. Gặp đây hiểu như quỷ. Anh nghe thấy chị nói đúng không ạ? Đúng, dạ. Mình thấy giờ mình nói đúng. Với lại một vấn đề nữa là cũng là do bản thân mình tự biết suy nghĩ trong chuyện đó. Với chị đi, em thấy dancer nam thì khá là khác, còn với mình là một dancer nữ, cái con đường phát triển của mình rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà mình phải kết hôn sớm, khá sớm, phải lập gia đình, có con nữa, thì nó có ảnh hưởng gì với công việc của chị không? Chị đâu có con mà, tại chị sắp xếp hết rồi, kiểu là nổ dịch ra, có bầu, đẻ, xong hết dịch đi làm lại, tuyệt vời. Chạy đi làm gì? Trong cái kế hoạch của mình đúng, trong kế hoạch hết, nên thành ra là không có cái gì là, với lại anh cũng hy sinh rất là nhiều. Anh hy sinh thời gian của anh rất là nhiều để mình giữ gìn lại vóc dáng, quay lại công việc thì anh cũng phải hy sinh rất nhiều để mình chăm sóc bản thân đó. Là như vậy học những nhận đồ này nọ là anh cũng ok. Hôm nay chị có nói là chị khá là dữ và em thấy cái thái độ của anh rất là đồng tình về cái chuyện đó, giờ như anh có hay bị vợ ấn hiếp không ạ? Nói chung là không phải gọi là ấn hiếp, gọi là thương yêu, nó gọi là thương yêu là nhiều. Là có thương yêu thật không hay là có bao giờ bị chị đánh chưa? Không. Nếu mà cứ lúc mà chị dẫn nhất thì hành động của chị là gì? Không được làm việc đó. Vậy thì cuộc hôn sự của nữ đế cũng như mình khó vô cùng tạm thôi mà xin mà qua là cũng có phải nhau thôi. Thương nhau là sống thôi. Rồi về này đây. Dạ không thì em là cái không đánh bại là được về là không có. Ngon lắm. Còn bị thì em sắp không có. Nếu mà cũng qua cũng còn một trời khó rồi. Thứ dưới mà em sẽ đánh ra thì em thấy em đánh khó hơn mình ra. Cái đó thì em sẽ được qua hai lần đó. Ồ, em sẽ được rồi nè. Em tới đây anh làm. Cái mỗi năm mỗi ngày em khỏe. Thầy lâu đi anh rồi. Thật ra kia em không muốn có một người con trai là nghe hàng là chuyện người bạn thân hơn. Thì thấy là người bạn là không đạo hợp nhau. Để sẽ kè vào lần một tên tên. Anh đẹp xa. Thế gái thì em muốn là ví dụ là thứ này sẽ như cái gì nó khó người mà cái gì thì anh chia sẻ cái bạn mà và nói là luôn bây giờ thể là em muốn chống bên cái lối cũ giữa ngày chồng mình nhau nó sẽ bị mất đến khi mà chị nói như nói chuyện lên lâm đấy cái đó là đó và thứ hai là sợ nó có cái đến suy gì vấn đề đó mà ngoài ra là ngoài ra cũng là toàn chúng ta cho nó để lấy được cái là có để thế là tức là thì thực tế không được vì nếu như hai người lấy nhau thì thực tế em nhỏ nhặt em phải đủ lo cho hai mẹ con kia
rồi cung cấp cho con mình, rồi á còn biết là em sinh ra cô có lẽ em có sinh được những anh ấy về có đủ lo mất không cái vấn đề mà lo anh ấy thì mình cũng trẻ là khi mà có bé mà làm việc thường niên cần phải có người lợi lúc đó mình cảm thấy nó không phải khó gì rồi cho nên bây giờ có thì là khi chúng ta nó cần nó không đâu cà phê có cà phê là cảm xúc nếu hai vợ chồng cùng cảm xúc thì chia sẻ để mỗi bóng đá được bóng nào cái đấy tại của em được rồi nếu cái lo là được còn bài này còn cái điều nữa thử là phải có một cái sự cho mình tự nhiên tại vì em không phải cái người em không biết bán em không hiểu kể hay là rất là nhiều tiền em từ qua khó khăn rồi em không hỏi tại sao đó bây giờ hỏi gì gái ra bây giờ hỏi gì gái ra một việc đó chưa làm mình thấy người sinh ra đâu sinh ra được đâu từ hết à người cũng được kia lấy giá kia như là cái nhu cầu rồi chúng ta tạo ra được rồi thì tốt rồi người ta nói đó là sao tôi hoàn chỉnh đây là một ngày cứ gì nó phải cho cái công nha, tăng 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 á, à mong hỏi là lý tưởng của em, người chiều cao, cân nặng gì có rồi? À, dạ thì cao thì từ 1.6 trở lên, thì già không có nhiều mà, mình không có nhiều phẩm. Nói gì cũng có được gì? Gì có rồi đó, gì trên mặt, quẹt ở rồi đó. Nói gì cả bị tới đơn gì mà đó là họ muốn gì ta á rất nhiều người gặp trường hợp tâm trạng đó đánh đánh cho nó không hiểu nên nhẹ thôi ha là ra là lúc nào cũng có hỏi thì ta về giờ làm quá cũng hỏi lúc nào cũng không có đủ bởi vì giờ nó đang ngon quá không phải đủ lúc nào cũng có bán như vậy vui cơn lại mặc á vui cơn giờ đó mình mặc thế giờ sao nó phải mặc tất cả gì giờ hơn hết đó chúng ta không phải như vậy là phụ nữ không hiểu là ông biết chúng ta ông biết đó mẹ này rõ nhà trai có mình mẫu ý tưởng không à dạ không em thì khi vậy không có người nào gọi là sẽ khen bởi vì có thể nào có tấm lượng nào có nhiều hơn so với một tiên cả thể gì được những gì đưa ra là nghe có gì đang yên tâm à chỉ là vợ lấy gối chọi chọi hoặc là chửi lấy gối ôm gối nằm đồ có bông đồ chọi liên hoàn không bao giờ lấy bất kỳ cái gì khác chị cầm điện thoại em phải nhìn xuống để xuống lấy gối ôm chọi mà à. Còn khi mà anh nóng giận nhất thì thái độ của anh là gì đè mé nhà ra giữa mông nó nhéo đít nó đó vậy đó không làm gì vợ nha mà đè ra đè con mé nhà nó cắn đít nó cái vì con bé nó khóc rồi nó sẽ kêu mẹ ơi rồi nó khóc nó lại bắt mẹ dỗ nên đây đâu dỗ đâu nên đây hả dạ đó à, hiện nay giới trẻ có quan niệm là không nên kết hôn sớm mà nên dành thời gian để trải nghiệm nhiều hơn giữa mối quan hệ của hai người thì hai chị nghĩ sao về cái quan điểm này? Tính ra cũng đúng tại vì nếu mà tính đúng ra thì chị năm nay 27 thì chị cưới anh hồi 24 ở bên anh hồi 24 tuổi tính ra là ở bên anh hồi 24-25 tuổi là cũng không phải là trẻ đối với một người nữ chuẩn bị có con nữa là nên là ông mọi người cứ trải nghiệm cho đã đi cứ yêu nhau yêu hết đồng yêu hết mình đi rồi mới biết là mình có đúng người hay không không phải là cứ nhắm mắt chọn đại chúng một được ý chúng độc đắc được gì đâu phải ai cũng sẽ được như vậy. Vậy về kinh tế gia đình thì ai sẽ là người nắm ạ? Mình. Chị có bí quyết nào để chia sẻ cho các chị em phụ nữ ngoài kia về cái cách là nắm giữ tiền của chồng không ạ? Người ta có một câu là đàn ông tiền đặt ở đâu thì tâm họ đặt ở đó, thì đơn giản như vậy thôi. Nếu mà thực sự mà anh cảm thấy như là em đủ tin tưởng để cầm nắm giữ quyền hạn tối cao của gia đình mình thì anh cứ thoải mái. Thì chồng em là từ ngày hồi mới yêu là đưa hết tiền rồi, đến khi cưới cũng vậy thôi, cứ vậy là mấy năm gì đó cũng như thế thôi. Vậy anh thấy là cái việc là đưa tiền hết cho vợ giữ nó có phải là tốt hay không, hay là anh nghĩ là đàn ông vẫn nên phải có quỹ riêng? Theo mình nghĩ thì là cũng là do bản thân mình và suy nghĩ của mình thôi, thì mình thích tiền mình đưa vợ giữ thì mình cứ đưa thôi chứ không có suy nghĩ nhiều. Mỗi người mỗi khác.
Dạ, anh có ủy riêng không ạ? À? Dạ. Anh có ủy riêng không? Không. Muốn gì là nói chị mua cho. Em ơi, anh muốn cái áo này, em ơi, anh thích cái này, anh thích kia đó, thoải mái thôi. Em nghĩ là vợ là nơi an toàn nhất để giữ tiền của mình. Xuất sắc. Dạ rồi, vậy thì hai anh chị có một cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang sắp tới, bước tới con đường hôn nhân với những cái trải nghiệm của mình không ạ? Làm sao để cho cuộc hôn nhân đó bình chặt và họ nghĩ là họ để tìm đúng người? Nếu mà theo mình trải qua á, thì nên khuyên mọi người là khi kết hôn á, thì dành thời gian cho hôn nhân, sau hôn nhân, dành cho là sau cái hôn nhân đó mọi người nên ở cái khoảng thời gian là hai vợ chồng trước, rồi hẳn nghĩ tới chuyện có con. Thì nó sẽ khác rất nhiều mà mới yêu. Nó sẽ khác rất nhiều mà mới yêu. Mọi người đến trải nghiệm cuộc sống sau hôn nhân là hẳn có con. Sẵn sàng đã rồi hẳn có con. Nó là như vậy. Còn với anh, với cương vị là một người đàn ông thì anh thấy sao? Thì thấy là nếu mà mình kết hôn, sau kết hôn đó thì cứ đi làm, đi chơi, cứ trải nghiệm cuộc sống kết hôn trước mới tới có con. Thì nó sẽ tốt hơn là cũng mà sau kết hôn rồi có con, nó sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, phải tìm hiểu kỹ. Đặc biệt là cặp của mình đó, là bản thân mình với anh đều muốn có con rồi, đều muốn có con liền luôn, nên là mới quyết định là sau vừa quen nhau cưới nhau là có con liền luôn. Đó là như vậy. Còn nhiều bạn trẻ hiện nay thì có vẻ giống như các bạn muốn yêu bản thân thì vẫn nên vậy, kể cả yêu bản thân thì vẫn nên, khi mà kết hôn rồi thì học cách ở bên cạnh đối phương, học cách sau hôn nhân, vì hôn nhân không phải là hai vợ chồng con nữa mà là gia đình nội và ngoại, hai gia đình hai bên nữa, không phải là chỉ riêng một cặp đâu, nên phải học cách yêu thương rất nhiều. Nó là như thế.